Cà phê nhà ướp ngược. Rất là hay, thiết kế độc lạ luôn. Xe máy, xe đạp đều ngược hết. Anh hái hậu ra được không? À đúng rồi đó, với lên luôn, cầm lên luôn, cầm lên luôn giúp em. Cầm anh đi xuống nước. Ai mà chụp không? Không, anh này đang chụp. Đang quay. Ủa, đang quay hả? À, tất cả đều treo ngược hết, máy giặt cũng treo ngược luôn, tủ lạnh.